được bác sĩ Trịnh giới thiệu cho tôi cái đặc trị hô hấp phức hợp là tôi thấy tâm đắc nhất từ trước nay. Chào bà con, tôi chăn nuôi đã có 10 năm chăn nuôi rồi, nhưng mà tôi dùng rất nhiều loại kháng sinh và rất nhiều của các công ty, và từ ngày tôi gặp được bác sĩ Trịnh giới thiệu cho tôi cái đặc trị hô hấp phức hợp là tôi thấy tâm đắc nhất từ trước nay là dùng sản phẩm này rất là hiệu quả. Cứ thay đổi thời tiết là tôi trộn trước, nghe thời tiết rồi tôi trộn trước khoảng 1-2 hôm, tôi thấy chưa công ty nào mà có cái đặc trị hô hấp tốt như này. Tôi trộn vào là lợn của tôi những lần trước tôi dùng các công ty khác là cũng không ăn thua, vẫn ho, nhưng mà mùa này tôi dùng của anh Trịnh là mùa thứ hai rồi, là lợn heo nái của tôi vào chuồng là không có tiếng khò khè hay ho gì cả, rất hiệu quả. Xin chia sẻ cho bà con cái đặc trị hô hấp phù hợp của công ty Supervet này. Rồi.